mặt các chị đây là bộ Gimi Luxury phiên bản vỏ nâu. Đây là bộ nâng cấp từ cái phiên bản Gimi truyền thống nhé. Gimi Luxury vỏ nâu là một giải pháp tuyệt vời cho những chị em mà có làn da nám, tàn nhang đồi mồi, thâm mụn này, khô nhăn, thiếu sức sống. Da bị nám, tàn nhang lâu năm, đen lì, cháy nắng lâu năm thì các chị em xài cái bộ này cho em nhé. Gimi Luxury nâu này thì nó được cải tiến vượt bậc để phân hủy các cái sắc tố nám cũng như là dưỡng trắng da, hiệu quả gấp nhiều lần so với mấy cái phiên bản cũ. Bởi vì là nó chứa rất là nhiều các cái thành phần dược liệu tự nhiên tốt cho da như là Latito Hàn Quốc này, hoa thủy tiên này, lô hội này, rất là nhiều nhé. Và có rất là nhiều các cái loại axit amin hỗ trợ như là niacinamide, glycerin, betaine, allantoin vân vân. Nó không chỉ giúp là phân hủy các cái sắc tố melanin, đào thải cái nám tàn nhang đâu, mà nó còn giúp cho làn da của chúng ta là tự sản sinh được collagen và elastin, giúp cho làn da của chúng ta là luôn căng mịn, trắng sáng, đều màu. Một bộ sản phẩm này thì gồm có 5 món. Đây là cái lọ sữa rửa mặt này, dung tích là 100ml nhé. Thành phần của sữa rửa mặt này gồm có bột ngọc trai này, nhân sâm này, chiết xuất lá tía tô Hàn Quốc, chiết xuất trà xanh, chiết xuất cây ngân hạnh, rau má này và rất nhiều các cái dược chất khác. Nó giúp cho sạch sâu trong lỗ chân lông này, bụi bẩn, loại bỏ những cái tạp chất ở trên da mặt đấy, những cái dầu thừa, cân bằng độ pH trên da. Khi mà rửa mặt xong là làn da của chúng ta là vẫn mềm mại chứ không có bị khô, không có bị căng rát nhé. Tiếp theo là cái lọ toner, dung tích là 40ml. Thành phần gồm có nước hoa hồng, chiết xuất rau má, rễ cây bạch mai, hoa hồi, hoa kim ngân, niacinamide, allantoin, vitamin K vân vân. Công dụng của cái lọ toner này là cấp ẩm, khóa ẩm cho làn da, giúp cân bằng cái tình trạng da của chúng ta. Nếu mà da khô quá thì nó sẽ phục hồi da để giúp cho da mềm mại, còn nếu như mà da nhờn quá thì nó sẽ kiềm dầu, giảm tiết dầu cho da, để giữ cho làn da của chúng ta về cái trạng thái bình thường, và như vậy thì nó sẽ có tác dụng hơn trong cái việc điều trị nám. Tiếp theo là lọ serum, dung tích là 40ml, chiết xuất từ rau sam, da quả táo, phúc bồn tử, rau má, men nấm, glycerin, niacinamide, collagen tươi, protein, vitamin B5 vân vân. Công dụng của lọ serum này là cấp ẩm cao cấp hơn cái lọ toner đó. Nó cấp ẩm xuống tận tầng sâu dưới tầng sâu của da, kích thích cho làn da của chúng ta sản sinh được collagen và elastin, giúp cho xóa nhăn, xóa mờ sẹo, giảm nhăn này, giúp cho làn da của chúng ta căng và hỗ trợ trị nám tàn nhang rất là tốt. Lọ tiếp theo là lọ kem ban ngày và cũng là lọ kem chống nắng luôn, chỉ số chống nắng là 50+. Thành phần là chiết xuất quả đào, chiết xuất vỏ cây thông đỏ, phúc bồn tử, bơ hạt mỡ, glycerin, niacinamide, titanium dioxide, dioxide, betaine, vitamin E, vitamin K vân vân. Ngoài cái công dụng mà chống nắng, chống lại tia cực tím và chống lại ánh sáng xanh thì cái lọ kem này nó còn giúp cho làn da của chúng ta là được dưỡng ẩm này, dưỡng ẩm, dưỡng trắng và xóa nám tàn nhang đồi mồi nữa. Thì những chị em nào mà dành về các thành phần kem thì khi mà nghe thành phần thì cũng có thể hiểu được công dụng của cái lọ kem này là như thế nào ạ. Đấy, nó không chỉ là chống nắng đâu mà nó còn dưỡng trắng này, xóa nám tàn nhang đồi mồi này, mờ thâm mụn, và đặc biệt là nó còn giúp cho làn da của chúng ta là kháng viêm và trị mụn. Cuối cùng là cái lọ kem ban đêm, dung tích là 30g. Thành phần chiết xuất từ hoa thủy tiên này, nấm tuyết, nọc ong, lúa mạch nha, dầu cám gạo, dầu hoa rung, nấm lên men, rễ cây ngải cứu này, bơ hạt mỡ, rễ cắt cánh, vu phúc, bồn tử, allantoin, glycine, adenosine vân vân. Công dụng chính của cái lọ kem đêm này là phân giải các cái sắc tố melanin, nó thấm sâu vào tận tầng sâu của dưới da của chúng ta, và trong quá trình chúng ta đang ngủ nó sẽ phân giải từ từ các cái sắc tố đó, nó tan dần, nó mờ dần nhé.
nó làm cho các cái vết nám tàn nhang này, vết thâm mụn nó sẽ mờ dần, dưỡng cho làn da của chúng ta là sẽ trắng sáng đều màu, và đồng thời nó dưỡng ẩm sâu và chống lão hóa cho làn da của chúng ta nữa. Nó kích thích cho làn da của chúng ta là tự sản sinh được cái collagen và elastin trong lúc ngủ, nên là khi mà xài cái lọ kem này là da của chị em mình sẽ càng ngày càng khỏe hơn và săn chắc hơn. Và đồng thời nó cũng có công dụng là trị mụn, ngăn ngừa mụn ấy, nhờ những cái thành phần như là rễ cây ngải cứu này, đậu xanh này, rễ cắt cánh này, vân vân rất là nhiều. Khi kiểm tra hàng các chị để ý cái hạn sử dụng ở phía dưới đây nhé. Cái hạn sử dụng của hàng chính hãng khi nào nó cũng nét, chữ nó vừa phải thôi, nó nét, nó không bị nhòe nhé.